Kính thưa cô Tuyết Lan, kính thưa, thầy cô và các anh chị, em xin thay mặt cho nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Trung ương Huế trình bày cái nghiên cứu về mối liên quan cho một số đặc điểm lâm sàng tổn thương phổi trên X quang và kết cục lâm sàng ở bệnh nhân COVID-19. Cái bài trình bày của em sẽ gồm có 4 phần: đặt vấn đề, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và kết luận. Thì cái bệnh COVID-19 gây ra bởi SARS-CoV-2 thì đã là một cái gây ra một cái đại dịch toàn cầu, và đỉnh dịch ở Việt Nam là giữa cuối năm 2021, và cái nghiên cứu này cũng ra đời trong cái hoàn cảnh đó, tức là cái đoàn chống dịch của Bệnh viện Trung ương Huế làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ở trung tâm hồi sức người bệnh COVID Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả những bệnh nhân này á, thì đều được ngoại hồng và xét nghiệm PCR COVID để chẩn đoán xác định. Phổ bệnh của COVID-19 thì rất là đa dạng, từ không triệu chứng đến triệu chứng vừa nhẹ, nặng và rất nặng, nguy kịch và tử vong. Thì cái CT phổi là một cái công cụ rất là hữu hiệu trong việc đánh giá sự tiến triển của bệnh, nhưng mà trong cái bối cảnh của COVID thì rất là khó khăn để thực hiện được cái CT, bởi vì cái số lượng bệnh rất là đông và bệnh nhân nằm cách ly, thành ra là không thể dùng CT để đánh giá cái tổn thương phổi được. Và người ta chấp nhận những cái khuyến cáo chấp nhận cho sử dụng X quang để thay thế cho CT trong cái việc đánh giá tổn thương phổi. Và X quang phổi thì là ngoài việc có thể là chẩn đoán bệnh, mức độ nặng, biến chứng cũng như là đáp ứng điều trị, và đồng thời cũng có thể dùng để chẩn đoán phân biệt cũng như là theo dõi cái tiến triển của bệnh. Tổn thương phổi trên cái X quang thì rất là đa dạng, từ kính mờ, nhiều nốt mờ, dây tổ chức kẽ, tổn thương đong đặc, tổn thương ở hai bên, tổn thương lan tỏa hoặc là tổn thương ngoài vi. Thì có rất là nhiều thang điểm để đánh giá cái mức độ tổn thương phổi trên cái X quang, như là thang điểm Brazier, CRX và TSS. Thì lúc đó năm 2021 thì cái khuyến cáo điều trị của Bộ Y tế là sử dụng cái thang điểm TSS, viết tắt của chữ Total Severity Score, thì chia làm 3 mức độ: nhẹ, vừa và nặng. Thì đây là cái cách chia điểm của cái thang điểm TSS rất là đơn giản. Người ta chia mỗi phổi ra làm 4 phần. Ở tại mỗi phần nếu như có tổn thương, dù là nốt mờ, tổn thương kẽ, kính mờ hay là đông đặc thì sẽ được cho 1 điểm. Và người ta sẽ chia điểm ra theo 3 mức độ: nhẹ, vừa, nặng. Nếu như nhẹ thì 1 đến 2 điểm, vừa là 3 đến 6 điểm và nặng là 7 đến 8 điểm. Cái phương pháp mà đối tượng nghiên cứu là gồm có 220 bệnh nhân được điều trị tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 cho đến tháng 11, tức là khoảng thời gian mà cả cán bộ làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, và được chụp X quang phổi để đánh giá mức độ nặng. Cái kết quả phương pháp nghiên cứu thì thiết kế hồi cứu, và 220 bệnh nhân này được chia làm hai nhóm: một nhóm bệnh nhân sống sót, 110 bệnh nhân sống sót và 110 bệnh nhân tử vong, để so sánh các cái thông số. Phần mềm thì được xử lý theo số liệu, phần mềm xử lý số liệu theo cái MedScan. Kết quả thì được chia làm hai bảng lớn. Bảng thứ nhất là về mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng với kết cục bệnh nhân COVID, gồm có sống sót hay là tử vong. Nhóm thứ hai là kết quả thứ hai là tổn thương phổi trên X quang dựa trên cái thang điểm TSS. Thì về đặc điểm lâm sàng á, thì giữa nam và nữ thì không có sự khác nhau đáng kể, nhưng mà về trung vị tuổi á, thì là giữa nhóm sống và nhóm tử vong thì khác nhau là rất là đáng kể. Ở nhóm sống thì là tuổi trung vị là 57, nhưng mà ở nhóm tử vong thì tuổi lại cao hơn 65,5 tuổi. Cái điều này nó phù hợp với rất là nhiều nghiên cứu trên thế giới, tuổi càng cao thì nó tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID. Về cái bệnh đông mắc ở bệnh nhân thì là có 3 nhóm bệnh đông mắc hay gặp ở trung tâm lúc đó là bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh mạch vành. Thì tuy nhiên cái sự khác nhau giữa nhóm sống và nhóm tử vong ở đây không có ý nghĩa thống kê, và là cái này thì cũng phù hợp với một số cái nghiên cứu trên thế giới, thì là bệnh đông mắc chủ yếu là tăng huyết áp và đái tháo đường. Cái nhập viện ban đầu tại ICU hay là ngoài ICU thì là phần lớn là đều nhập tại ICU. Tại vì là cái trung tâm COVID người bệnh của Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là cái điểm cuối cùng để mà nhận bệnh nhân COVID, thành ra là những cái bệnh nhân nặng thì thường là chuyển đến đây. Và ở cái nhóm tử vong thì phần lớn là nhập tại ICU, còn ở nhóm sống thì nó có sự gần tương đương. Cái xử trí ban đầu lúc mà nhập viện thì gồm có thở khí trời, thở gọng, thở mát, CPAP hay là HFNC hay là thở máy xâm nhập. Thì ở nhóm sống chủ yếu là thở khí trời và thở oxy mát, nhưng mà ngược lại ở nhóm tử vong thì là thở máy xâm nhập, HFNC và thở oxy qua mát. Tương tự vậy, cái xử trí mà lúc ra viện đó thì là
ở bệnh nhân mà nhóm tử vong thì phần lớn là thở máy xâm nhập, bệnh nhân được đặt nội khí quản và thở máy xâm nhập, còn ở nhóm sống thì chủ yếu là thở khí trời. Về cái đặc điểm mà tổn thương X quang á, thì là theo cái thang điểm TSS và chia làm 3 mức độ. Ở nhóm sống thì chủ yếu là gặp ở mức độ vừa, chiếm 30,9%. Trong khi đó ở nhóm tử vong thì chủ yếu là gặp ở mức độ nặng 7-8 điểm, chiếm 49,5%. Và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Về cái dấu hiệu tổn thương X quang á, thì là cái tổn thương chủ yếu, tổn thương trong cái 4 cái tổn thương nốt mơ, dây tổ chức kẽ, đông đặc và kính mơ, thì hay gặp nhất là tổn thương kẽ và tổn thương kính mơ. Ở nhóm sống thì là gặp, cũng gặp ở hai cái tổn thương đó là hay gặp. Còn nhóm tử vong thì là tổn thương lan tỏa là chủ yếu. Điều này nó cũng phù hợp với là cái cơ chế bình sinh. Thì cái này nó hơi khác với là một số cái nghiên cứu khác, giống như ở nghiên cứu ở của Gassin thì lại ông lại gặp nhiều hơn ở cái nhóm mà tổn thương đông đặc phổi. Những cái tổn thương khác thì ít gặp hơn, ví dụ tràn dịch măng phổi, tràn khí măng phổi, hoặc là không có tổn thương thì là gần như tất cả bệnh nhân đều có tổn thương ở phổi cả. Phân bổ trên cái X quang phổi á, thì là tổn thương lan tỏa là chủ yếu. Cái này thì nó cũng phù hợp, ở nhóm bệnh nhân tử vong thì tổn thương chủ yếu là lan tỏa, còn nhóm sống thì có thể gặp ở cả ngoài vi hoặc là tổn thương lan tỏa. Cái vị trí thì có thể là bên phải, bên trái hoặc là hai bên. Ở trong nghiên cứu này thì là chúng tôi cũng gặp ở hai bên là phần nhiều. Thì trong ở nhóm tử vong cũng chủ yếu là gặp lan tỏa vào cả hai bên phổi. Thì cũng phù hợp với nghiên cứu RESIP, tổn thương cũng gặp ở cả hai bên phổi. Và cuối cùng là em đi đến kết luận là cái tuổi cao, ở đây tôi trung vị là 65,5 tuổi và thang điểm TSS cao từ 7-8. Và tổn thương lan tỏa trên X quang phổi thì nó tăng nguy cơ tử vong do COVID-19. Và cái điều này thì giúp cho các bác sĩ lâm sàng có thể lập kế hoạch điều trị, quản lý bệnh nhân, thay đổi mức điều trị và cũng như là chuẩn bị cho những cái kết cục bất lợi có thể xảy ra. Và đây là những cái tài liệu tham khảo. Và báo cáo của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ Phương đã trình bày rất là ngắn trong khoảng thời gian được giao. Và đặc biệt tôi rất ấn tượng bởi vì bài của bạn rất là logic, mạch lạc, từ phần đặt vấn đề tổng quan cho đến mục tiêu nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và khuyến nghị. Tôi có một cái băn khoăn về cái phần chụp X-quang ấy. Không biết là bạn lấy kết quả chụp X-quang ở thời điểm nào, bởi vì cái kết quả chụp X-quang nó thay đổi rất là nhanh ở bệnh nhân COVID. Điểm thứ hai nữa là khi bạn phân loại và cho điểm theo cái thang TSS ấy, thì ai là người cho điểm và làm thế nào để đảm bảo việc cho điểm đấy là khách quan và đúng? Dạ thưa cô, em xin trả lời câu hỏi thứ nhất, đó là cái thang điểm TSS thì là ở bệnh viện Trung ương Huế lúc đó là có cái quang chụp tay dương và có cái màng PAC ạ, thì là sẽ rất là những bệnh nhân mà nhẹ thì có thể là 2-3 ngày sẽ được chụp X-quang để theo dõi, còn những bệnh nhân nặng thì có thể là chụp hàng ngày, thậm chí là có thể một ngày chụp 2 phim sáng và chiều để thay đổi. Thì là cái nhóm nghiên cứu của em thì sẽ có những bác sĩ X-quang nữa, thành ra là sẽ xem tất cả những phim của bệnh nhân và sẽ lấy ở cái thời điểm mà nặng nhất để mà đưa vào nghiên cứu những cái phim mà có những cái tổn thương nặng nhất ạ. Và cái thang điểm TSS thì chia điểm là từ 1-8 điểm. Thì trong nhóm nghiên cứu của em là có 2 bác sĩ làm X quang ạ, và 2 bác sĩ đó sẽ đọc cái tổn thương X quang cho em ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Dạ. Dạ hết rồi.